Định nhá, bây giờ anh cài con camera như sau. Đầu tiên anh mở Zalo của anh ra và nhắn tin nhá. Đợi chút. Thế thì anh thấy cái số series mình nhắn cho anh ở đây không? Bây giờ anh giữ tay vào đây, giữ tay nhá. Rồi anh bấm sao chép. Rồi anh quay lại cái chỗ mà cái phần mềm anh mới tải về ấy. Đây, HD Protect này. Đây, phần mềm này anh tải về nhá. Đầu tiên anh bấm thêm camera này hoặc là anh bấm dấu cộng này được. Anh bấm dấu cộng bấm thêm camera này được. Nói chung là thêm một camera. Ở đây thêm một con camera dưới cùng nhá. Anh quan tâm cái DID thì vừa nãy cái đây là anh dán vào đây này, giữ tay vào đây nhá. Sau anh dán thì nó sẽ dán đúng cái số series này vào đây. Anh có thể nhập bằng tay cũng được nhưng mà nếu copy dán thì nó sẽ chính xác hơn. Mật khẩu ở đây anh đánh admin. Rồi anh bấm hoàn thành là xong. Như thế là con camera nó sẽ được cài đặt. Ở đây anh thấy nó sẽ có chữ online đây này. Đấy, anh chỉ việc bấm thẳng vào đây một cái là anh sẽ xem được rồi. Anh bấm thoát nhé. À, tự động nó sẽ xem được con camera ở đây. Đấy.